Hồng Cơm xin mến chào tất cả các chú anh chị. Hôm nay Hồng sẽ quay về cái cảnh nô cam của mấy em nhỏ ha. Thì gửi đến cô chú anh chị xem cho nó vui đã buồn ha. Giờ Hồng xin mời tất cả cô chú anh chị cùng xem ha. Bữa nay tôi thấy ông đẹp trai, ông trà sữa nè, anh chàng trà sữa may mắn nè. Hát vô con, hát vô trong luôn. Mới lại có khách này ha, dữ dằn ha. Nó đây là buổi trưa nha các bạn. Rồi bà tự bán đi nha. Nó về đó. Về ngủ ăn cơm nước xong rồi lên lấy tiền. Hôm nay Hùng quay cảnh buôn bán ở trường tiểu học B Định A Định Thành nha. Đó, bán buổi trưa nha mấy bạn. Tiếp tục quay vài bữa để thôi nó đi học, nó nghỉ học không có đồ quay. Đây là bà cô bán hàng cho cửa ha. Chung với mình buôn bán hết rồi, mình bán kem ha. Mình sẽ kem hồ kem vlog nha. Rồi tới công chuyện này. Rồi, mình xin mời tất cả cô chú anh chị và cả nhà ha, cùng xem ha. Mình sẽ đặt máy quay ở đây. Mình
sẽ quay lại những cái hoạt động là buổi trưa mấy em nhỏ ra mua kem, mua hàng như thế nào hơn, thì để cho cô chú anh chị cùng xem để cho nó vui ha. Thằng đại ca ngủ cùng đệ tử đi. Vậy sao mày làm đệ tử nữa? Thằng tao đi. Bay đi đi. Tao xin thêm 1.000 ngoài. Nếu. Đại ca cho. Đại ca xin tiền mà không cho là mình à. Con cá mình cắt á, mình phải đó luôn, mình phải đá luôn mày, đá luôn. Đi đâu? Đi đâu? Còn cái xe đâu? Bay cô quấn cái chèo, không phải. Ủa trời, cái đó là mày có bán rồi. Có 2 cái đó. Con 2 cái luôn. Giờ bố thay nghỉ. Có, không có đêm đó hả? Không có. Bữa nay mình giải từ mấy trường mới nêu phải không? Dạ. Bữa nay cái đầu ngày mai học buổi sáng nó có giải trừ mấy trường mới nêu 3 tháng trời phải không? Mấy tháng rồi. Em không ăn đậu phộng nha hà. Rồi, em ăn đậu phộng rồi, ok. Con bị ứng với đậu phộng. Bị dị ứng với đậu phộng rồi. Có vui nha mấy bạn, giờ nó bắt đầu vui nha mấy bạn. Ra mua đồ đi xe nha mấy bạn. Không, mình không bán buổi sáng. Mình chỉ bán buổi trưa thôi. Sáng mình còn ngủ. Hai kem con ra đây lấy giùm chú ơi. Hai kem nào? Bữa nay là chú sẽ làm 2 cây kem. Và ngày mai chú sẽ bán 2 cây kem. Ngày mai mua không? Ngày mai mua đúng không? Mà ngày mai đâu có chú, con đâu có chú đâu có mua. Ngày mai con chỉ học có buổi sáng là đúng không? Ờ, chú bán buổi chiều mà sao đi gặp buổi sáng được. Trời ơi. Cậu mày, chạy xuống nhà mới đi vậy? Cái gì xuống nhà mới nữa rồi? Nhà mới, nhà cũ, không có thấy gì bán nhà cũ mà. 2 cây kem của con để đậu không con? Thôi không để đậu hả? Mày ngồi cái nóc lên là mày ngồi. Nè con ơi, qua đây lấy giùm chú ơi. Ăn nè. Ăn nhiêu? Tôi bán kem 50 ăn nhiêu trời? Ồ, kem 50 ngàn luôn. Nè, 45 ngàn nè con. Rồi.
Rồi sao rồi, coi thi này có lãnh thưởng không? Học chứng này không lãnh thưởng luôn hả? Rồi rồi có đem chứng ngỗng về cho ba mẹ không? Không luôn hả? Rồi sao lãnh thưởng cũng không, đem chứng ngỗng cũng không luôn không? Hả? Đem chứng ngỗng về là đứt xương dù dù luôn hả? Rồi cứ đem chứng ngỗng về ăn mà đứt xương gì? Hai chứ không à? Ngộ quá ta. Thường chú nghe là hai trứng ngỗng mà, trứng ngỗng ngon lắm. Con đi đâu không? Dạ. Con đi đâu luôn? Để mặt rồi mình còn 5 ngàn đó, mình qua mua bánh ăn cái nó hết rồi. Ngày mai mẹ cháu khác chứ, đúng không? Chứ mình chừa hả con? Chừa. Vậy hả? Như là một ngày con đi học nhiêu? 5 ngàn. Đi học 5 ngàn hả? Sao con không nói mẹ ơi không đủ? 5 ngàn đâu đủ đâu. Ví dụ mình ăn cái kem uống nước hết mẹ rồi, ra chơi nó đủ tiền đâu. Ăn đậu không con? Ăn đậu không? Ừ. Ăn đậu không hả? Nè qua đây lấy một chút rồi. Có tiền con. Ok. Rồi nhanh nha con. Rồi cảm ơn con nha. Canxi luôn. Khoảng 2 ca hả? Kỹ không? Giống như con mèo đó, nói cho ăn nào con? Cái nào cũng được hết. Cái nào cũng được hết trơn bữa này hả? Ngộ quá. Cái nào cũng được trơn mà cái này đi. Du ta. Kem nó còn mua đây nè. Mua kem đi con. Trời ơi, nó hổ nó hụng cái kem coi. Nè con qua lấy giùm chú coi. Trời ơi, trời ơi. Lấy như con một cây kim. Một cây nữa không? Rồi một cây thôi, chứ tưởng bán 10 cây, không bán đâu nha. Thank you.
Rồi, qua lấy anh chú ơi. Rồi, cảm ơn con. Gì con? Chỗ cũ nha. Chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ này nè. Con nấu gì? Rồi. Ê! Rồi, đi luôn rồi. Chỗ cũ chỗ hiếu. Rồi, chỗ cũ nha ha, mày hẹn hả con. Rồi, chỗ cũ luôn rồi. Chỗ quách đồ hiếu. Ê, phải chữa. Ồ, con bà tôi bỏ rồi. Biết giờ nó vậy đó. Chứ mình nói vậy thôi. Mình chọc nó tới vui, chứ nó không mua đâu, nó mua à. Chỗ xe kem này là chỗ thứ hai nè. Chỗ nào nó cũng một thùng hết trơn rồi. Đứa nào ăn kem không con? Rồi bỏ vô thùng rác đi con. Đừng giục ngoài đường. Giục ngoài đường là mình xả rác nha. Rồi sao rồi? Đi đẳng mua được cái gì rồi? Con để mua kem đi con ơi. Kem ăn đây, đứa con kem uống hỏi cái hồn đi. Cái nào con? Trời ơi, nhỏ này đẹp gái quá. Mấy đứa kia không đẹp mặt. Mấy mốt về đăng ký kênh chú Hùng nha. Không biết rồi, chú Hùng chưa rồi. Đăng ký chưa? Chú ơi, cái clip quay người ta đồ á. Quay người ta con thấy chú đúng. Lên quay qua xong quay clip chú quay đúng rồi chú quay mấy đứa vô xe ủng hộ chú nha. Thì bữa nay mình là học bữa nay với buổi sáng ngày mai là mình được nghỉ đúng không? Dạ nghỉ 3 tháng hè có nhớ cái trường không? Dạ học nhớ. Ồ, có nhớ nhưng mà trường chắc không nhớ cho lắm tại vì nhà con gần chạy ngày nào đi chợ cũng chạy ngang trường hết con không có thật đó. Trời ơi bữa nay thấy mấy đứa này gà đông vui nè. Bữa nay là ngày cuối rồi, ngày mai là không còn chung vui vậy nữa rồi. Vậy hả? Bữa nay ngày cuối hả con? Dạ. Trời ơi, đâu mà ngày cuối được. Gặp chú Hùng hoài, mấy đứa ơi ăn kem nè con, lấy kem nhìn chú Hùng nha. Ừ, ok, cảm ơn. Không quay đâu. Nãy giờ chú Hùng có quay đâu. Chú đừng có thấy hết trơn hả? Đâu có. Nãy giờ thấy cái mặt mà đi. Đẹp gái mà. Quá trời đẹp luôn. Chú lên tôi coi nè. Ủa ngồi. Tôi còn cái kem. Sao quá vậy? Chú đừng ăn nữa. Mày chứ gì? Kem dâu. Kem dâu hả? Cái này. Ok. Cái hạt dừa nè, hạt dừa hương dâu nè. Hạt dừa nha. Chú này hả? Chú bả để ngay cái mặt, ngay cái mặt. Chú đây mà chú chéo mặt con lại nha.
con đứng đường này sát quá chứ che đâu được đâu. Chú mà che mà con xấu quắc luôn. Con đang đẹp mà chú che cái là con xấu quắc đó. À cho Hùng nói cho nghe nghe ha. 10 năm, 20 năm sau con kiếm lại cái hình ảnh này con coi đẹp lắm. Không đẹp thế. Con chỉ cần lên là bỏ vô đi tóc vỏ Hùng kem vô lắc là con vô con sẽ thấy con này. Không? Con xem chứ cần con xem là thấy này. Để đậu không con? Ờ, chú Hùng bán bánh tráng đó nè. Nè, 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 tụi con còn nè. Ồ, dính vô nhà quá đẹp luôn. Đứa nào muốn biết mình ra sao đi lên YouTube mà Hùng Kem Vlog nhấn vô xem và đăng ký là biết liền. Con không có đăng ký xem rồi, con không có đăng ký sức kỳ giấy con đăng ký được rồi ký. Đúng rồi con đăng ký một lần đúng rồi rồi con vô xem con thấy con có con cũng chú ơi con không biết Hùng Kem Vlog là gì luôn á. Thì lóc vô Hùng Kem Vlog là con biết cái chữ không? Ở trên cái bảng đó đó. Con chỉ cần viết Hùng Kem mà là không là wow. Đây số nào? Nào. Có. Quay người ta quay bán vui mà mốt sạp bánh nổi tiếng. Hả? Không chú phô bán kem mít. Mắc qua liền. Ừ, em vô ăn kem con. Trời ơi, còn 5.000 đâu mua được trà sữa đâu, mắc liền. Ăn nào con? Nè, ăn nào. Này phải không? Ăn này kia ngoài qua nè. Sai rồi. À, khi mà chú quay là chú về chú phải chỉnh sửa nhắc lại nữa, cho nên con xem nó sẽ khác đi những cái hiện thực. Nghe đâu mặt con đẹp như mình nhắc càng ngang. Mà con xích vô lấy không? Vô. Ok. Rồi cảm ơn con nha. Về có chờ. Cái này có cái chân nó hả? Tôi còn
đại ca ra mua kem hay gì đại ca? Vậy đâu hết tiền. Hết tiền rồi hả? Mọi người đại ca sao dẫn lính ra mua kem cây? Vô kêu lính ra mua kem nào coi ủng hộ rồi đại ca. Nó hết tiền luôn rồi hả? Ghê hả? Nãy giờ rồi, chiều nay mà còn dám về mất tiền con mua gì con? Hả? Mình chỉ hả? Hả? Đứng sát đây luôn con. Rồi đứng sát đây. Quá nhiều quá là con là cá mặt con không có kiếm tiền hết. Đây mày đều ở nhà lắm mà ở nhà hay chịu tục dữ vậy sao? Ở nhà như con ở nhà. Đây chứ nói chữ thì chứ. Tại vì do thằng Thao tôi mới chửi chứ. Nó mơ nó có đi học nữa. Nó hiền chứ. Thôi đừng có chửi nha. Chửi là không hay không tốt. Mấy đứa là con ghét. Chú này chú đang có bao nhiêu vậy chú, có phần hồng không? Có chú chỉ có cái giọt hồng hồng chứ có phần trắng không hay xấu. Ủa còn chú hùng có lẽ chú hùng chú ơi kèo chỉ này có cái giọt hồng hồng không? Không, cái này không có bán vỏ màu con này chú. Chú có bao giờ làm một kiểu chỉ 1.000 lớp chú? Rồi, nó giảm. Con má ơi. Con hả? Bây giờ mua luôn á. Kiểu hả? Thật kỹ là mình phải để dừa, để đậu, để sữa rồi vô ăn. Ơ, cái gì á? Dễ hẳn á. Dễ không? Dễ không? Dễ giờ ngày mai còn đi học buổi chiều con sẽ làm dễ xíu kiểu chỉ rồi. Hôm bữa nay mình đi. Có hết tiền mẹ. Con còn 10 triệu đó. 10 triệu. Trời. Cái số đó. Bùi hết dơ. Con mua kem người ta ăn đi. Để dành hồi đi mua của ai. Ok, cảm ơn con. Chú nhà con chút. Xe chú đâu có chở được đứa nào đâu. Xe chú chỉ chạy được 1 người thôi mà còn chạy. Bây giờ em đi không có chỉnh đâu dần vậy con cái này mấy đứa đồng nào không mà sao là bị chích chân trên luôn á. Tôi đi trước mà chú chỉnh cho em mặc sao nghe nè. Không có chỉnh vậy chỉnh này. Thôi xì lên đi chứng ra gần nào nhớ cái này nào. Ê có xin chào chú ba cha kè cháu có ngợi mình là nay cha cái gì cái gì là nay cha. Chỉnh rồi đó. Bỏ rồi chú ơi. Đi. Chỉnh coi. Chắc không chưa? Chắc đi nè. Chỉnh rồi. Chỉnh rồi. Chỉnh rồi. Lên đi. Dính phải sao á. Đi hết đi. Ở sao là dính thôi chú không dính. Rồi lên mẹ ơi. Ở đằng sau không chưa? Chứ phụ hộ em. Chứ phụ hộ em. Mà không tin nào, có đứng giữa đây là. Ờ, đi dọc ơi. Dạ. Ông ơi. Cái gì? Chứ thứ hai là nhà đồng camera kìa. Ở camera thứ hai. Đâu? Dạ, nhỏ xíu à. Đâu? Quá. Ôi, mơ, đi. Ê, ơi. Ôi, mơ, đi. Làm cái đầu cắn đẹp mà. Rồi
cũng đến giờ giờ học của mấy đứa em mà cũng vắng rồi, thì Hồng xin được kết thúc clip này. Mọi người mến chúc tất cả các chú anh chị được về sức khỏe và thành công trong cuộc sống, mãi hạnh phúc của gia đình ha. Nếu thấy yêu thích clip thì xin cho Hồng nhớ lượt like, lượt đăng ký kênh, chia sẻ, bình luận ha. Nếu trong clip có những gì sơ xuất thì mong tất cả các chú anh chị và các bạn, các em nhỏ thông cảm bỏ qua cho Hồng nha. Hồng xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chú anh chị và các em nhỏ trong clip sau ạ. Bye bye.